Những ngày qua, Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Sở Y tế cùng các đơn vị trực thuộc đã có hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa tại các huyện miền núi. Đặc biệt, bằng thế mạnh về hoạt động khám chữa bệnh, các mũi công tác tình nguyện đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng sâu vùng xa trong thời điểm giao mùa, nguy cơ dịch bệnh rất lớn. Đây cũng là thời điểm của dịch bệnh giao mùa nên việc tư vấn cấp thuốc miễn phí của đội ngũ thầy thuốc trẻ có ý nghĩa quan trọng, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi hôm nay rất vui và rất phấn khởi khi có đoàn thanh niên lên thăm khám tặng quà cho đồng bào miền núi và cũng rất mong nhiều đoàn khác sẽ quan tâm đến đồng bào miền núi của chúng tôi. Đối với ở vùng sâu vùng xa chúng tôi thì đặc biệt khó khăn đối với người già yếu neo đơn và khuyết tật là cần thiết để khám và chữa bệnh tại địa phương. Thì mong muốn là sự quan tâm của đoàn thanh niên Sở Y tế là cần quan tâm khám và chữa bệnh cho bà con nhân dân tại địa phương. Chúng tôi mong muốn là sự quan tâm của đoàn thanh niên của Sở Y tế là khám chữa bệnh cho người già yếu và neo đơn. Đoàn cơ sở Sở Y tế có tổng cộng 13 chi đoàn trực thuộc với 280 đoàn viên thanh niên. Phát huy thế mạnh của mình, 6 tháng đầu năm 2023, đoàn đã tổ chức thành công 3 đợt khám chữa bệnh, cấp các thuốc miễn phí và tặng quà cho 800 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, xã Thường Long, huyện Nam Đông với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Qua đó góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sàng lọc sớm bệnh tật và giảm áp lực cho các bệnh viện. Tôi mong muốn lan tỏa hơn nữa nhiệt huyết của tuổi trẻ ngành y tế đến với tất cả mọi người, góp phần cho mọi người dân được có điều kiện được chăm sóc sức khỏe. Đoàn Thanh niên Sở Y tế cũng mong muốn tiếp lửa cho các bác sĩ trẻ, nhân viên y tế trẻ rèn luyện thêm tình ý đức trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, kiến thức, kỹ năng của mình, lực lượng đoàn viên thanh niên ngành y tế tỉnh đã và đang tiếp tục có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn, đặc biệt cho đồng bào vùng sâu vùng xa.